Okay, chơi nha. Tao đố mày, con bò ăn gì? Ăn cỏ. Con dê ăn gì? Ăn cỏ. Con trâu ăn gì? Ăn cỏ. Con nai ăn gì? Ăn cỏ. Con voi ăn gì? Ăn cỏ. Mày ăn gì? Ăn cỏ. Trời ơi, cái quân què dĩ dây bà. Thôi xuống đây bà, phiêu chiêu rồi. Hôm nay là ngươi phải lau cái cầu thang này cho sạch nha. Nhà quét nè, cầu thang nè còn dơ thấy không? Quét xong mà bóng luôn chỗ này nè. Xong rồi á là giặt đồ ở dưới này, mang lên trên chảnh phơi, hiểu chưa? Rồi nhớ là đi mua trà sữa nữa. Thì công việc buổi sáng của ngươi là như thế đó. Khá là ít, làm từ từ thôi. Có gì thì trưa ta phân công đêm, ok không? Dạ, thưa chủ nhân. Cái này làm gì vậy? Rồi sao chưa đi nữa, đứng đây làm gì hả? Dạ. Ê mà quay lại đây ơi, sao cái bàn này chưa lau nữa? Lấy khăn lau lẹ đi. Dạ chủ nhân. Thì hai đứa chơi trò gì vậy? Rồi kêu chủ nhân này tới gì đây vậy? Còn bà Ngân nữa, sao hôm nay bà bận đồ gì lạ vậy? Thì hồi bữa nè, bà Ngân bà thu kèo của tôi, nên là hôm nay bà phải thực hiện theo yêu cầu của tôi trong vòng một ngày. Thì ngày hôm nay tôi mới cho Ngân cosplay thành hầu gái cá mập Elenzo đó. Hầu gái cá mập hả? Ủa rồi nhân vật này trong phim nào đây? Vậy là ông không biết Zenless Yonjero hả? Ừ. Ủa rồi nó là cái gì? Zenless Yonjero là trò chơi RPG hành động ảo tưởng đô thị đa nền tảng á, do Hoverbot nhà phát triển Genshin Impact và Honkai Star Rail sản xuất, lấy bối cảnh thành phố tương lai tên New Eriu. Đây được cho là tiền đồn cuối cùng của nhân loại để chống lại Holo. Ông sẽ được vào vai của các Rossi để được giải cứu thế giới. Đúng vậy, game combat cực kỳ cuốn hút với kỹ năng mãn nhãn cùng cơ chế chiến đấu tổ đội với nhiều vai trò khác nhau như cường công nè, kích phá nè, chi diện bất thường, phòng hộ cùng với năm thuộc tính lôi, hỏa, vật lý, băng và ether để khắc chế các kẻ địch tương ứng. Còn tôi thì đi hóa thành hình nhân vật Elenzo, là một cô gái với đồng phục hộ gái đặc trưng của Victoria, tác giao vẽ cá tính riêng. Đây là nhân vật cường công thuộc hệ băng, với đặc tính dùng chiêu thức cường hóa và đánh thường cường hóa đi gây sát thương băng khổng lồ, thích hợp để gây sát thương không chỉ cho boss mà còn quái đông rất mạnh mẽ. Cô ấy luôn hoàn thành công việc nhanh chóng mà không mất nhiều thời gian. Ngoài ra còn một nhân vật đúng style tôi thích luôn. Mà em nhật gì? Có nhân vật Julian là đội trưởng đội điều tra hình sự của bộ phận trật tự đô thị, khoác lên mình bộ đồ cảnh sát cực kỳ cơ động với khẩu súng quen thuộc của cô, là một người theo đuổi sự hoàn hảo, đề phòng sự trì trệ, có trách nhiệm cao trong công việc cũng như là giúp đỡ cấp dưới rất là nhiều. Julian là nhân vật cường công thuộc hệ hư không, với việc chiến đấu quay quanh khẩu súng của cô có thể cường hóa súng của mình thông qua kỹ năng cường hóa để bắn ra loạt đạn shotgun cực kỳ nhiều sát thương. Ngoài ra còn có nhiều nhân vật thú vị khác nữa. Kèm theo đó là trò chơi còn có các trợ thủ là các bên buôn sẵn sàng hỗ trợ chúng ta về mặt sát thương hay hiệu ứng, kết hợp để cho gai các màn đánh tim cực kỳ mạnh luôn á. Zenless Yonjero có đồ họa là sự kết hợp giữa 2D và 3D vô cùng đẹp mắt, cùng với âm thanh cực kỳ hay và sinh động. Các bạn hãy nhanh tay tải Zenless Yonjero để nhận ngay băng gốc X20, người đại diện Con X1, Bubon X5, Denny X30,000 và trải nghiệm ngay trò chơi mới vô cùng hấp dẫn này cùng với tụi mình nhé. Đừng lên thì mấy anh em mình để dưới phần mô tả và ghi dưới phần bình luận nha các bạn. Hello, xin chào bạn. Chào bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại cơ phải. Thì hôm nay là thứ bảy, em thích đi vào qua. Mẹ quên là em quẩy. Bị gì mày? Gấp vui mày. Gấp vui gì? Thấy anh em xèo quá nên gấp vui. Anh đây có ai vui không? Vui không? Mấy vui thôi. Đang chào mà em thấy mày. Thì ngày hôm nay tiếp tục, mấy anh em sẽ quay lại cái series mà được rất là nhiều bạn yêu cầu và yêu thích trong tuần vừa qua. Đó chính là series cắm trại 24 giờ bình dân cao cấp nha các bạn. Nữa hả mày? Ừ. Mới làm đây rồi làm gì hoài vậy? Thì series đó các bạn yêu thích. Để lâu lâu đi hả, làm lại, làm series khác đi. Mới làm đây rồi làm lại chán chết rồi. Series khác là series gì? Cũng vậy luôn, nhưng mà 24 giờ đấu giá đi. Tao thấy hay hơn á. 24 giờ đấu giá. Đúng rồi. Nhưng mà ngặt một cái là không có anh Phú. Rồi ai tính mấy số tiền? Không lẽ mày làm không được? Tao mà tính sai một cái ha, là coi như là bỏ luôn á. Không lẽ mày ngu mày không biết tính tiền? Chỗ tao ngu mày. Tại ý tao là không lẽ mày không biết tính. Thật nói cũng hợp lý.
tại vì xe ghi đó cũng lâu rồi anh em mình chưa làm. Thôi bây giờ vậy đi, hỏi ý kiến của tất cả anh em ở đây xong mình chốt lại. Ok ok, anh Thành thấy sao, ý kiến của anh Thành hợp lý không? Ê mày, mày phải hỏi từ lớn tới nhỏ chứ mày. Ok, giờ hỏi anh Thảo trước đây. Anh Thảo đang quay nha các bạn. Theo anh thấy cái cấm chạy đấu giá đó hợp lý không? Thì theo anh thì cũng hợp lý đó, anh theo ý cưng. Ok, nào hợp lý thì hợp lý. Ok, rồi anh Thành. Ê, tới thằng này. Nhưng mà em thích anh Thành trước đi. Ok, thì anh thấy hợp lý, làm đi. Vậy thôi không? Ừ. Ba bạn gái sao? Ok, tôi thì thấy cái xe ghi này á, tôi cũng lấy tiền nhiều nên là thôi cứ làm đi, tôi cũng thích á. Vậy bây giờ nè, bây giờ thằng chủ chốt là thằng Đẳng nha các bạn, tại vì nó cũng là anh cả trong team. Bây giờ nó đưa cái ý kiến ok là mình làm luôn nha các bạn. Đẳng thấy sao? Tao hả? Thì ý kiến cũng thật thì nó đúng, thì làm thôi chứ có gì đâu. Với lại đấu giá dân cung cấp thì ủa lộn, đấu giá bình thường mà ai cũng dễ mà. Ê, nói chuyện với tao bộ mày ngứa đít lắm hả? Cứ ngứa đít hoài mày. Không phải ngứa gãi thôi chứ. Mày lát đúng không? Lát đầu lát. À, mày lát đúng không? Ừ, nó nghe hả? Thì nó chạy gôi giặt chưa. Không cây, không cây, bình tĩnh. Ở đây mày. Không cây. Hả? Cái gói là nó lót đầu mà, đâu có liên quan gì tới cái đít của nó đâu. Nó có nó có gói cái đít nữa. Thôi, anh em đồng ý hết đúng không? Ok. Nếu đã đồng ý thì ok, bây giờ không để bạn cho lâu nữa. Đi thực hiện clip cắm chạy 24 giờ. Đấu giá. Đúng rồi. Okay. Ok. Giờ mình đấu giá theo combo không? Ok không? Ok. Theo okay. Combo nha. Ok. Okay. Rồi. Không để bạn cho lâu nữa. Let's go. Let's go. Lẹ anh em ơi. Rồi. Đây là cái khu vực mà mấy anh em mình sẽ cắm trại theo kiểu đấu giá vườn nhãn bao mát luôn. Wow. 10 điểm. 10 điểm không? 10 điểm. Không có chỗ nào để chơi luôn. Tuyệt vời. Ok. Tuyệt vời. Ừ. Ok. Rồi. Hỏi nó ngân để dưỡng trắng chứ. Từ từ thấy anh Thảo nói câu đúng ghê trời. Ủa lấy đâu nói hơi tại nhị nó đi ị chỉnh ngoài á. Cái gì đi ị chỉnh ngoài? Cái gì sáng sớm đi vậy? Tại hồi sáng nó rủ tao đi ăn ghiêu mà tao không đi ăn, giờ đi nó rồi. Thả phải nhóc. Cái gì hôm nay nè em xuống mày coi, ý là thấy nó đi thôi. Cái này là tội đi ăn một mình nè. Chỗ nào chỉ để tôi tìm bị coi chừng bị đạp á. Thôi thì bây giờ mình sẽ chia đội. Ok, hôm nay là tôi định cho anh em chia đội theo kiểu là từng kênh. Được luôn. Tại vì mấy bạn yêu cầu rất là nhiều. Kênh Áp nè, kênh không biết tên nè, Ba Ông Già, rồi kênh Tâm Tay nha. Ok. Ok. Bây giờ ông Nhã tham gia luôn hả? Tôi tham gia luôn, rồi tôi làm người làm chủ trì cho anh em đấu giá luôn. Ông nội này sáng nay giải quyết đã không? Quá đã. Đã. Giờ anh muốn ghiêu mình bị tao tháo dí rồi, đúng rồi. Rồi. Bây giờ mình sẽ đấu giá. Đấu giá đất ơi. Đấu giá đất trước đi. Ok. Ok. Okay. Okay. Rồi, đất ở đây thì tôi đã chia ra hết rồi. Cao cấp. Miếng đất cao cấp là miếng đất mát ngay chỗ hai cái cây tre lại thấy không? Mấy cửa đó. Ok. Và miếng đất trung bình là ngay đây. Đó, cây này che. Ờ. Còn miếng đất cùi bắp. Xuống nước hả? Không có giá trị luôn. Đây, ngay gốc cây này. Tôi ngồi chơi. Hả? Bỏ liền đó. Được, tôi thấy được mà. Tại vì miếng đất rẻ thì phải chịu. Ok. Ok. Rồi, bây giờ giá khởi điểm của miếng đất cao cấp là 300. Khoan mày. Tiền mỗi loại có bao nhiêu? À quên. Tiền đâu rồi các bạn ơi. Mỗi loại sẽ có 3 triệu tiền ảo. 3 triệu đó xài trong vòng 1 ngày. Ok. Ok. Tiết kiệm rồi. Phải tiết kiệm nha. Tại vì có 3 người 3 triệu là hợp lý. Tiết kiệm chứ nè. Rồi. 300. Cái gì? 300. 500. Thật ghé năm. 500. Tao đá mày bây giờ. 500. Tao với quà quyết định, không lẽ mày không quyết định? Ủa, không. Mình mình vui. Ok, được. Rồi. Cái gì? Ủa cái lô đất nào đã? 500 thôi. Miếng đất cao cấp ngay chỗ cái cây. 500 rồi. 500.
mày 600 lần thứ nhất. 610. 610 lần thứ nhất. Lên đi. Ơi được. 610 lần thứ hai cho Renap. 650. Đấy. Wow. Quần bui. 650 lần thứ nhất. 606. 606 lần thứ nhất. 800. Trời ơi. Tao. Ấy. Ấy, có tiền, có tiền. Từ từ, 3 triệu thôi. 800 lần thứ nhất cho đội cầm tay. 800 lần thứ hai cho đội tâm tay. Một cụ. Ê, ngừng đi, ngừng. Một cụ lần thứ nhất cho đội tâm tay. Một cụ lần thứ hai. Một lần, một cụ lần thứ ba. Như vậy là miếng đất cao cấp dành cho đội tâm tay. Một cụ. Ôi ơi, dân nghe lãnh đi. Có mắc quá không? Yên tâm, anh em mình có tiền mà. Ê, nhưng mà cái miếng đó mình có lợi thế. Tại vì mình không có ổn rồi. Rồi, bây giờ cái miếng đất trung bình là ngay chỗ bà đứng. Ok. À, giá khởi điểm là 300 tiếp. Giá trung bình mà lai mắc gì vậy? Ủa, hồi nãy tôi ra cái giá kia 300, bây giờ không lẽ cái này tôi đổi xuống đâu được. Ê, này không được, không được. 300. Ồ, 310. 310 lần thứ nhất cho đội nắp. 350. Đúng rồi. Bây giờ là tranh nhau là lấy 400. 5 tỷ. 5 tỷ dành cho đội ban già lần thứ nhất. 5 tỷ 1. 5 tỷ gửi. 5 xì gửi lần thứ nhất. 600. 600 lần thứ nhất. 700. Trời ơi. 800. 1 cú lần. 800 lần thứ nhất. 800 lần thứ hai. 850. 850 lần thứ nhất. 950. 950 lần thứ nhất. 1 triệu. 1 triệu lần thứ nhất. 1 triệu 1 lần thứ nhất. Miếng đất chơi luôn. Chơi luôn, phải chơi, miếng đất này mát. Chơi luôn. Chơi. Một của hai. Một của hai 50. Một của hai 50 lần thứ nhất. Một của ba lần thứ nhất. Một của ba 50. Wow. Một của ba 50 lần thứ nhất. Không có đất lộ. Một của ba 50 lần thứ hai. Một của bốn. Một của bốn 50. Một của bốn 50 lần thứ nhất. Một của bốn 50 lần thứ hai. Một của bốn 50 lần thứ ba. Một bốn 60. Ok. Không. Bốn 80. Trời ơi. Anh em suy nghĩ kỹ nha, phải suy nghĩ kỹ, tiền mình chiều mình còn nữa đó. Một của bốn 90 lần thứ nhất. Một của năm. Một của năm. Ba. Wow, như vậy là miếng đất trung bình dành về cho đội Nam. Ok. Một của năm, một miếng đất vậy có hợp lý quá không? Tại tôi nói nè, nếu mà tôi không có liều thì tôi cỡ trong này. Nếu mà đâu không có liều, trời ơi mà nắng đúng không? Ok, hợp lý. Bây giờ tiếp tục là đấu giá cái miếng. Cái miếng giỏm này nha các bạn, cua bắp. Chủ đầu tư nha. Giá khởi điểm 200. 300. 300. 500. Ôi, tao uống 5 giai thì sao? Được luôn. 500 gửi. 900 lượt nha. Bỏ ừ mình bỏ. Bỏ đây. 900 lượt thứ 2. Mua đi, mua đi. 900 lượt thứ 3. Như vậy miếng đất cua bắp đã dành về cho đội 3 anh già. Không sao. Miếng đất. Ai, hồi nãy đưa 500 không chịu mua. Miếng đất này 1,5 chịu rồi. Hồi nãy đưa 500 không chịu mua, rồi đi đấu giá. Sao bình thường. Ok, tiếp tục bây giờ mình sẽ đấu giá liều. Thôi, bây giờ không đấu giá liều. Bây giờ mình sẽ chơi trò chơi lấy liều. Ok. Chơi cái nào mà được có sức lực nghe. Không có sức lực đâu. Muốn lộn. Cái này là dùng trí não tập trung. Ok. Xử lý. Ok. Biết là nào anh trái với mày. Được chưa? Khó thở quá. Bây giờ mấy anh em mình sẽ chơi một cái trò, đó chính là cái trò nhảy trái phải để lấy liều nha các bạn. Luật chơi như sau. Khi mà tôi hô nhảy trái thì anh em phải nhảy trái. Và khi tôi hô nhảy phải thì anh em sẽ nhảy phải. Và lắng nghe cái lời tôi nói, nhảy bên nào là phải nhảy bên đó. Ok. Một người trong đội nhảy sai bên thôi là sẽ bị loại cả đội, là đội đó không có liều luôn. Đội nào là đội cuối cùng còn nhảy á, mà nhảy đúng nha thì lấy về cho mình hai cái liều. Wow. Rồi bán đấu giá cho đội khác. Ok. Ok. Ủa bên này sao cử cho anh Thành lên chứ vậy? Mày bộ tưởng tao không biết phân biệt trái lại hả mày? Anh bị liều đó. Kệ không sao. Trái nè. Không mình không phải nè. Trái nè. Phải nè. Phải không? Trái nè. Nào nè anh. Ồ. Bên đây mà. Tại trái nè. Ờ, đúng rồi. Rồi. Ờ, tôi đúng rồi. Đúng rồi. Đó bản chứ lẽ đưa ông Đặng lên. Thì ông Đặng ông cũng liệu mà đúng rồi. Okay. Tao. Thì ở đây mình có sắp xếp là bà Ngân với bà Nguyên với Bắp á, là cái tay trái là bên này nha các bạn. Để cho
nếu mà xếp một hàng giống nhau vậy thì dễ quá rồi, phải xếp lẫn lộn như vậy để nếu mà anh Thành mình hô tay trái là anh Thành bắt buộc phải nhảy bên chỗ bên mình chứ không có nhảy bên chỗ bà Nguyên. Anh em hiểu được chơi chưa? Ok. Đây hai cái lều, hôm nay chỉ có hai cái lều thôi, một đội sẽ tự dựng. Quay quan trọng là những cái người đầu phải nhảy đúng thì mấy anh tao nhảy đúng nhau. Quay nhìn sao ta nhá, một trái nhảy, một phải nhảy, một trái nhảy, một phải nhảy, một trái nhảy, một phải nhảy. Rồi bây giờ để nè, bây giờ là hai đội cuối cùng này để xem ai sẽ lấy về cho đội mình hai cái liều. Rồi chú ơi, thôi xếp bằng bằng tí ơi, nè đối diện cho anh Thành đi. Đang bên trái em trái mà. Đây là xếp là thẳng đây, xếp ngay anh Thành nè, xếp ngay đây nè. Rồi ở giữa. Rồi ok. Giờ là giữa không? Ok. Ngay. Nhìn chú ơi, bên trái nhảy, bên phải nhảy, bên trái trái, bên phải nhảy, bên trái nhảy, bên phải nhảy, trái phải nhảy, phải phải không phải đúng rồi, con mình anh nó. Ủa thì phải thế thì nhưng mình anh tiếng đó. Ủa vợ luôn mà đứng vợ rồi. Ok bài bên bài nhảy đúng không? Tôi té rồi, tôi té, tôi đang đứng bên này mà tôi bị té qua. Mày nhảy đúng không? Đúng, anh đang bên phải. Ok nhảy. Như vậy là đội nắp đã dành về cho mình hai cái lều rồi nha các bạn. Tại sao người ta hô bên phải nhảy không nhảy ngồi đứng bên trái ba? Hả? Qua đây. Ông nó đứng ở giữa. À, đứng ở giữa. Sao ông nhảy? Không biết nhảy bên nào nữa. Ơi ông nhanh quá, tôi không kịp luôn á. Kiểu bị rối với bạn, mình xà bam liên tục mà bị rối. Rồi. Ok. Ok. Bây giờ bên này có bán lều không? Có chứ trời, trong đây mình có bán lều thì nghe bây giờ đi đấu giá lều. Giờ có hai lều này giờ sao? Ê mày xuống coi. Tao trên này đấu giá. Ơi. Ơi. Mình tiếng Nhật rồi đó. Mày mẻ cái gì vậy? Rồi. Bây giờ hai bà, ủa ba bà bán cái lều nào? Ê hôm nay mình bán hết hai cái lều luôn đi. Ở ngoài cho nó mát. Trời ghê chưa? Ok. Ủa rồi. Ê, cái này bắp, cái này bắp bắp nói chứ bắp ở ngoài tụi tôi ở lều. Sao bắp? Sao mà ở ngoài được? Mình đóng giá mình có lều lắm không? Lời nói là nói ra là không bao giờ nuốt lại được nha. Nửa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nhưng mà con không nói gì ông nội. Ok. Rồi nhưng mà bà bán cái lều nào? Mình tôi bán lều nhỏ. Chà chà. Ồ. À. Rồi giá khởi điểm luôn. Giá khởi điểm 600. Ê. Thôi chứ hồi nãy bán đất mình đất lỗi. Bán đất 300 nha. À 650. 650. Không không không. 500. Bà làm vậy là không được. 650 lần thứ nhất. Nhưng mà bà làm vậy là không được. 650 lần thứ hai. 750. 700 lần thứ nhất. 700 lần thứ nhất. 700 lần thứ hai. 710. Ủa tính ra đội ông mới đấu giá luôn á. Bên này có lấy không? 750 lần thứ nhất. 760 lần thứ nhất. 780 lần thứ nhất. 790 lần thứ nhất. 850 lần thứ nhất. 860. 860 lần thứ nhất. 809. Ừ vô. 900 lần thứ nhất. 910. 910. Một củ lần thứ nhất. Vô đây. Một củ lần thứ hai. Mày vào đây kiếm ăn này. Một củ lần thứ ba. Cái liều về đội của Tam Tài. Ê mày ơi, liều nhỏ không nội? Nhỏ. Lộn. Bán lửa đó. Lộn khôn, lộn khôn dữ à. Rồi, ok. Ok. Là xin vĩnh biệt luôn. Bên này có view rất là đẹp, bên này có một cái cây và không có liều ở. Sao à? Có sao anh nữa. Liều đẹp. Mày trong đó là. Sao mày cái liều không leo bự vậy? Hồi nãy bán gốc cây thì chỉ là cái gốc cây bên em là khu này. Bây giờ cái liều tôi bự. Đặng, lấy mồi ghẻ lên nhanh đặng. Hồi nãy thằng Nhã nói là nghe chỗ bà đứng này bộ. Tào lao. Cái chỗ này là tới cái gốc cây. Cái gốc cây nó ở chỗ này. Cái gốc cây nhưng mà dễ cây nằm đây. Vòng trong đó đó. Ủa? Nói nè, là từ cái gốc cây này ra tới cái khu ngoài này là của tôi. Tào lao. Từ cái gốc cây nha. Vâng. Tào bán đất nè. Người tao mày cất ra. Mày nói dọn cái kìa. Tao mày cất ra. Mày nói đó đi thôi, bọn tao làm gì? Quên. Tôi mới cất ra. Hồi nãy ông phân minh cho tôi, ông nói là cái gốc cây ở ngoài nắng
cái này nó mà lấy vô trong này thì nó là mát rồi. Mát đâu, ngay nắng luôn, gõ ghê. Ok đi, cho nào đưa 50 tiền. Tiền đi, xử đúng cho. 50. Cộng một ly trà sữa. Thôi, mua chuột ra. Nó mua chuột à, hối lộ nó kìa. Mua chuột hối lộ. Mua chuột hối lộ nè. Thôi, bây giờ tôi chia nè. Hồi nãy á, là nó phân đất của mấy bạn gái là nghe đó đúng không? Từ còn, này tới chỗ má. Còn của tụi mày nghe gốc cây. Thì gốc cây. Nghe gốc cây từ bên này nghe chỗ này nè mấy thằng không rõ. Ừ, vậy nó về người ta nói. Tao hồi nãy nghe là nghe gốc cây nè. Mày đặt liền gốc cây ngồi gì? Tao ngồi được luôn, đúng không? Được. Cho nó cái gốc cây. Ra vậy thì tôi lấy quyền cô lại. Còn nó giỡn mà cái lều mày chỉ được ngang tới đây thôi. Lấy gốc cây thôi. Ê, lóc qua gốc cây tao đánh thế. Tiền okay. Nó chia cho mày. Ok, okay. Mày chơi không? Mày đồng ý không? Okay. Ok, không biết hay, không biết bà với anh Thành sao. Bên này như thế nào mà lấn qua nhau là đóng phạt vậy đi. Ok, đóng phạt 500 ngàn nếu mà lố qua đây. Thôi. Mặc quá. Nếu mày lố qua đây, tao lấy 1 triệu á. Lố nè. Lố không? Nghe gốc cây rồi. Wow. Ông không được bước qua đây nha. Không được vậy à. Đúng cái gì mà đúng anh. Cưng à, cắt cần nhớ. Dạ, 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 một phủ cưới mà nè. Ê, chơi quýnh người ta. Nhớ là trời, em khuôn áo chứ nè. Ê, ê, ê. Là đem. Buông. Hay à. Đi ra, đi ra. Em cúc cây của em. Quá trời, anh bảnh ồn màu rồi. Biết vậy hồi nãy tao mày mua 2 miếng đất luôn rồi quầy. Mày mua mình chôn mày chổng luôn hay gì mà mua 2 miếng với mày. Đi về đội mình. Ôi mấy bạn coi mấy anh này nè, nó treo cái liều lên cây để cho đội kêu hôm qua phá rồi á mày. Mấy anh này đỉnh thì chứ, đi đâu hết trời, chắc đi tiểu rồi mấy bạn. Tụi mày đâu mày nói gì vậy, xây liều không cho tụi kêu phá gì vậy. Vô đây ở nè ba. Trời xuống ba giỡn hoài. Giỡn đâu giỡn, ở đây luôn á ba. Cái gì? Ta hàng đâu có chỗ rồi đó, mày ra ngoài đi. Mày để nhà trên cây gì sao nằm? Nè, nằm nè. Mày làm gì chi? Nằm ngủ cho mát, ngon. Mày thấy ở dưới đất không? Lá cây nhóc luôn, gắn gít ở chổng không mà. Tao chính thực thông minh nên đem lên cây này nằm cho khỏe. Đúng rồi. Không có gắn gít nào bò lên được. Rồi nằm sao? Nè. Tụi mày có tính cái đường đang nằm mà gãy cây không? Cây gãy mày gãy. Giỡn hoài mày. Ở chứ dậy xuống đây. Không, không có nói chứ. Làm đây, làm đây à. Làm đây đúng không? Ừ. Ừ, nào thua vậy. Ê, chị ơi. Mày. Dạ, dạ. Gì đây? Thằng mực chứ thằng nào. Thằng mực chứ thằng nào. Nói chuyện với mình mà thả bơm luôn mấy bạn ơi. Ôi. Dạ. Ừ. Hết cái liều luôn rồi. Thôi lấy liều xuống rồi. Dạ bỡ luôn rồi. Thì cuối cùng mấy anh em mình cũng làm xong được cái nhà nha các bạn. Tụi mấy anh ý tôi mới lợp lau phong xong nha các bạn. Chiều nay anh em mình đi mua vài chục ô gạch chứ không rồi. Mấy anh em mình lót nền ngồi là phủ phê ngủ tới sáng luôn nha các bạn. Không nổi hết đi vớt cá. Xong qua ngáo ngáo bên này nữa gì. Làm gì mày? Đang tập xí khỉ nên có gì mai mốt đi xí khỉ cái vậy? Chặn xô của người ta. Mà cái cây của người ta mình xin vô quay nha. Mày làm gãy một cái đi ha. Rồi tới công chuyện nha mày. Đó chết không rồi. Ê thật. Gì? À... Gì? Thôi mày đi nói gì? Nghe nè. Anh làm gì hả? Ôi định có trò chơi này chơi có giải thưởng mà. Chơi vậy? Ai cho chơi? Quà cho chơi nè. Ôi bà cầm quay tao trước đi để tao tương thăng. Ok. Muốn lấy một bình cái gì? Mẹ đi, tới tao. Tao thì có một cái trò chơi. Không trò chơi sức mạnh nha mày. Không chơi sức mạnh. Ok rồi, tao cân được. Rồi, bây giờ có trò này nè.
đặt giờ là tao đố mày nha, đố mày phải trả lời được hết những câu hỏi của tao thì mày mới nhận được giải thưởng. Ok. Nhưng mà tao nghĩ mày cũng chơi hả? Mày nói đi, tao cân được luôn. Ok, chơi nha. Tao đố mày, con bò ăn gì? Ăn cỏ. Con dê ăn gì? Ăn cỏ. Con trâu ăn gì? Ăn cỏ. Con nai ăn gì? Ăn cỏ. Con voi ăn gì? Ăn cỏ. Mày ăn gì? Ăn cỏ. Cỏ. Nó ăn cỏ. Ăn cơm. Cơm gì mà ăn cỏ mà. Lộ, lại. Thôi sai. Lại lên. Không. Tự nhiên mày chơi lừa kìa. Tự nhiên ăn cỏ. Nó hoài luôn, có mấy chuyện nhắc mày hoài. Cũng vậy. Hoài. Cũng nhắc. Nghe cái câu hỏi chuyện cùng mình bổ qua qua không? Cái này cùng cười lên ha. Nhưng mà thấy cười không nổ rồi đó. Cười không nổ rồi. Cười không nổ là cười sao? Đi diễn đã đang cười đó. Nói chuyện mà cứ nghe cái găng ra mà cứ cười lè cái chuyện không mắc cười. Thôi chứ thì ngày nay anh sẽ chỉ ngon một khóa. Khóa gì? Người ta biết rồi. Khóa đào tạo quay cà lâm à. Nói chuyện mà 5 phút sau mới nghe. Thôi nghỉ luôn đi. Tự nhiên cái nghỉ. Khóa nói chuyện ta giờ nghỉ. Khóa đào tạo quay camera. Trời, mấy cái này ai mà không biết quay rồi. Trời. Nè, đeo quay cho não coi nha. Không biết. Chị. Được chưa? Mà quay vậy nè, bữa quay vậy nè. Đó, quay đúng không? Vậy Thảo, Đó, sao xong đâu vậy? Đâu? Tự nhiên nói đâu, ấy quay sao đâu, tự nhiên tả cho em coi ơi. Đây, nhân quay xong rồi á. Ê bà, giờ bà làm gì bà? Xong cái quay giật lại. Xong cái tới có bữa đó anh như quay cái cảnh gì nữa đó. À, là nó chuyện sao nước mình chờ đây đó hả? Không, ngước chờ quá. Ôi, ai kìa nằm trên đó kìa. Trời ơi trời. Đúng rồi, nằm trên đó kìa. Mày cái cha nằm đây nè. Hồi nào? Rồi quay vậy. Hồi nào có không? Hồi nào? Có đâu nào. Giờ bắt qua tao không chạy. Thôi đi nào. Ê. Nói chuyện mà móc rách đồ. Anh đang nói chuyện về cái cam nha. Cà lâm mà hay nói quá. Người ta cà lâm kìa cha người ta. Cái cam là cái cam nhưng mà để nó cái nách của não đó thì sai. Nào kề áo luôn đi hả ơi. Cho nách kề người ta đi. Anh Hảo kìa suốt ngày quay lâm nách cái chùm lâm nách chặt phá luôn. Nhưng mà không được cái bữa nào anh Hảo ngủ em đem quá lâm nách em quá hết bữa nách. Mày qua được thì mày cứu à. Đã vậy mặc cái quần mà hai con dây đồng hồng mà không dám cột nữa. Ê, cái dây quần đâu? Thôi đi, mốt nói chung á là đi tồn mới mặc cái quần cột con dây lại cái nách tới thì che lại đừng có gãi nách nữa. Miễn quần mắc không cột là được quá rồi. Thì em chỉ cho anh Hảo cái cách gọi là mua chai thuốc chị hâm nách được chị, được chưa? Miễn sao không tột quần được rồi. Tóm lại là miễn anh Hảo đứng dậy, đi về, trái em 50, đi về, xong, hết chuyện. Sao em gì ngồi đây hả anh? Nhịn nước gì hả? Em đang làm cái vẻ mặt biểu cảm nóng giận á anh Hảo. Biểu cảm vẻ mặt nóng giận? Đúng rồi. Mà làm gì? Bữa đó em có gây xích mích với thằng kia. Cái không rồi á, thằng kia nó hẹn em là ngày mốt ra tiên chiến với nó. Giờ mình phải tập sao để cho ra ngoài cái vẻ mặt nóng giận á, kiểu như là mình nguy hiểm á, để cho thằng kia nó sợ, nó không dám ba vô múc em. Trời ơi, chưa? Thôi, vô bài anh rồi, để anh chỉ cho ông khóa nè. Ồ, anh Hảo biết hả? Biết chứ không biết, trời ơi, chứ không biết được. Rồi, anh Hảo làm cho em xem đi. Cứ muốn nó giận nó về phải không? Trước tiên mình phải, mình từng bước chân đi cho nó chắc, phải không? À. Mình không được khum ngang, đầu tiên cũng khum ngang, khum dễ tưởng đâu, đụng ghè sợ nó. Đó, đứng thẳng lưng lên. Rồi, thẳng lưng lên. Kiểu như... cơ đồ nha, giống nha. Không. Sao lên nào? Chân chắc đi nha, bước chân chắc cái đừng rồi đi rồi vậy nha. Ok. Trợn hai mắt lên. À. Trợn hai mắt lên cười nhếch mép. Đúng rồi, trợn mắt càng to là nó càng sợ. Quay cho em để làm thử. Thử rồi. Gì? Đúng rồi. Trợn lên. Nhếch mép cái. Đúng rồi. Đó. Thôi vậy. Ok, em sẽ đi áp dụng giáo án của anh. Em sẽ báo tin vui về cho sư phụ. Tao chiều rồi phải làm cái cách tao chỉ. Ê, băng kia. Nhau gì vậy? Bà nhóc sợ anh không? Chơi à?
Ờ sợ á. Thì vô đây. Ê, dạ, thằng ơi nhìn sợ á. Ờ chạy núp đi. Núp đi. Thôi thằng. Lôi vô leo. Mày sợ đây. Sợ chưa? Ủa gì ông nội? Sư phụ. Hả? Giao ăn với sư phụ kỳ vậy? Kỳ gì? Em qua em thăm dò bàn đó, bàn đó em sợ mà bàn đó em quýnh em nữa sư phụ. Thì cái này chỉ mục đích phòng thân thôi, qua khiêu khích làm chi ạ? Cho sư phụ nói sớm. Mình chỉ làm ra vẻ thôi, còn ví dụ thấy nó không sợ rồi mình đi đi, chứ đứng đó nhây họ quýnh em chịu. Tại trước anh cũng bị vậy rồi. Thì giờ rảnh rỗi thì mình đi kiếm công việc để làm nha các bạn. Giờ bắt đầu mình đi chặt tre để về là làm một cái bàn nha. Để hồi có đồ ăn thì anh em mình lót nha các bạn. Đây, giờ mình vô chặt tre nha các bạn. Thì đây nha các bạn. Mình mới đi chặt tre về nha. Trời ơi, lôi mấy cây tre này về mà mệt luôn trời. Rồi, bắt tay vào việc thôi. Chưa nha các bạn. Bây giờ mấy anh em mình sẽ chọn giá đúng đồ ăn và đem về cho đội mình để bán đấu giá nha. Rồi, thì sáng nay anh em mình sẽ có combo đồ ăn như sau. Để tôi đọc cho anh em nghe nha. Combo khoái ăn sang nè. Wow. Combo tăng cân. Wow. Và combo luôn vui tươi. Gì? Combo luôn vui tươi đó chắc giỡn quá à. Khoái ăn sang. Ê, có nghe luôn vui tươi nào mà giỡn không? Nhưng mà khoái ăn sang thì tăng chứ đúng không? Ừ. Rồi, bây giờ bắt đầu combo thứ nhất nha. Okay. Combo khoái ăn sang. Nghe cho rõ nè. Combo khoái ăn sang gồm thực đơn như sau. Khoai lang, cà chua, đậu hũ và cá mòi. Tôi biết khoai ăn sang là gì rồi. Là sáng ăn khoai gì. Giá dao động từ 0 đến 100k. Khoai lang thang kìa cô. Khoai lang, cà chua, đậu hũ, cá mòi. Đậu hũ 15.000. Mấy miếng nhỉ? Hả? Đậu hũ mấy miếng? Đậu hũ là tôi không biết, cái này anh ekip chuẩn bị. Giá khởi điểm. Giá khởi điểm từ 0 đến 100k. Khoai lang. Khoai lang này biết khoai lang. Anh em có 30 giây để suy nghĩ và chọn ra cái giá đúng cho cái combo này. 30 giây, bắt đầu. Khoai với đậu hũ, cà chua với cà chua. Cái gì nữa? Cá mòi. Cá mòi, ừ đúng rồi. Nhưng mà hộp cá mòi ở ngoài thường ta bán 13, 14, 15 gì á. 15 thằng nghĩ là đồ trong siêu thị của nó ngoài luôn. Hết thời gian. Hết thời gian. Rồi, bây giờ từng đội cho ra một cái giá đúng nha. Đội tầm tay chứ đây. 87k. Ừ. Rồi, 87, đội tầm tay 87. Đội ba anh gì ạ? 77. 77k. Đội nắp 85k. À. Xin chúc mừng. Đội gần đúng nhất. Đó chính là đội tám tay. Giá đúng của nó là 89k. Đội hòa thượng chỉ thua có 2.000 thôi. Tiếp tục. Bây giờ là combo thứ hai. Combo thứ hai là combo tăng cân. Thực đơn bao gồm chuối, chả giò, rế hải sản, hai gói hot dog, một tôm cuộn khoai tây. Wow. Giá dao động từ 200k đến 300k. Anh em có thời gian là 30 giây để suy nghĩ và cho ra giá đúng. 30 giây, bắt đầu. Làm gì mày? Bao nhiêu kìa? Nhiêu mày? Nhiêu tính nhiêu? Từ 200 đến 300. Tôm chuối chắc cỡ 200.000 á. Chuối chắc cỡ mấy chục nghìn. 200, 300. 200, 300. Khoai tây. Sao mày chốt lẹ mày? Chốt nhanh thế này. Hết thời gian. Rồi. Bây giờ mời đội nắp cho ra giá. Bao nhiêu? Bà nói đi cho lẹ. 285. 285. Đợi tâm tay. Ủa, 285 à? Không, đợi tâm tay. Tao đi. Bao nhiêu? 257. Chốt chưa? Chốt. Đền xíu đi. Không.
Ok ok 270. Ok 270. Ôi lộn 250. Gì? 257. Gì lẻ lẻ luôn vậy? 257. 286. 286. Chắc chắn. Mạnh nhiêu? Nhìn tới lòng. Sau khi mình coi lại, giờ mình đã biết kết quả nha các bạn. Xin chúc mừng đội có thành nắp. Xin chúc mừng đội của nắp. Này thì 288 thôi á. Giá đúng của nó là 280. Anh Thành 286, người ta 285 kìa. Đội anh già là phải lấy cho bằng được cái combo cuối này. Không là phải mua đó. Combo cuối cùng là combo luôn vui tươi. Tại sao tôi gọi là luôn vui tươi? Tại vì đồ ăn nó rất là xịn. Dịch cái từ luôn vui tươi, dịch ra trong tiếng Anh là Louis Vuitton. Là đồ xịn. Là đồ hàng hiệu. Ơi, đọc lẻ đi. Combo này thực đơn bao gồm thịt trâu, thịt bò, mực lá, cá người đại dương, kiwi, hai lon nước cam. Bao nhiêu bao nhiêu? Giá dao động từ 700 đến 800 k. Vậy? Anh em có thời gian là 30 giây để chọn giá đúng. 30 giây bắt đầu. A few moments later. Đội của Tâm Tay. Đón trước đây. Nhiều rồi, nhiều đó nhiều. Từ 700 tới 800 k. Hồi nãy giờ mình tính có 600 mà cha. Cái gì vậy mấy không nội? Rồi, đưa giá. 777. Thôi khoan khoan. Bao nhiêu? Bao nhiêu? Bao nhiêu? 700. Bảy đi. 747 đi. Cách độ ngoài 57. Bao nhiêu? 57. Ok. 757. Yeah. À, anh già. Bao nhiêu? Đón đi nào. Bây giờ mày. Anh muốn lon nhiều anh lon. Giờ sao ta? Bao nhiêu lẹ? 1. 777. 777. Nam. 437. 738. 738. Đây nhiêu? 777. 738. Đây nhiêu? 757. Xin chúc mừng đội Tân Thái. Giá đúng của nó là 765k. Ôi bên này chênh lệch bao nhiêu ta? 57. 8.000. Bên này cho làm nhiêu? 12.000. Bên này thấp quá. Như vậy là đội anh già phải đi đi đấu giá đồ ăn. Rồi đi lấy đồ ăn về cho mình đi. Rồi anh em ơi, đồ ăn đây rồi, bây giờ lấy đồ ăn thôi. Okay. Bởi cái thằng đâu giờ có đồ ăn đâu mà biết cái cảm giác lấy đồ ăn. Thôi anh nãy là cái bô khoáng sang là của đội anh nào đâu. Hôm nay lấy gì? Cái bô khoáng sang không gồm khoai lang, cà chua. Rồi cảm ơn và đậu hũ. Đây cảm ơn. Đó đúng đó. Chạy chạy lần lần. Thôi lấy gì đây? Lần tới lần tới. Tiếp tục là combo tăng ca tăng công. Đây của đội nắp. Chiên đầu tiên các bạn. Chả chiên. Mày. Nè chị nói ngon nè. Cái này. Rồi ok em về chú đó. Tiếp tục là combo luôn vui tươi. Nhanh cho đội. Rồi. Sao bây giờ? Lấy gì đây? Lấy cái này. Nói chung là đội hôm nay sang sình mình lắm nha. Đội này có bán không? Chứ còn mình bán nha. Ừ. Bán bông chuối hả? Chứ? Không nha, không bán bông chuối nha. Không, bán. Đúng không? Ba cây hot dog chuối. Ừ, vậy được. Ai bán đặt lên cái bàn này. Thôi, tôi không bán đâu. Ủa nãy nó bán mà. Thôi, chị để lại. Bữa trưa là bữa quan trọng, tôi quyết định là ăn hết. Rồi, ok. Đợi mình bán cô ơi. Bán gì ạ? Bán gì con? Ok. Con tao chấp nhận nha con. Dạ. Bán hết qua đây sao được? Không được, bán rồi. Không được. Không để lên là bán nha, để lên là bán nha. Chờ cho con cố củ ra. Ông mày bán đi. Ơi. Bán đi cô ơi. Ừ. Rồi ok. Combo này combo tao nhịn bữa đi con. Nhịn đi. Nhịn đi kiếm tiền. Combo tao mua 10 kg khoai lang. Combo ăn địch tủng tủng. Ăn địch tủng tủng ra con cá. Còn nhiêu? Cá mồi. Nhiều. Đây để tao cộng giá, đây tao cộng giá. Này không bán như bình thường, giao giá bình thường nữa. Hũ này 20.000. 20.000. Cái này nhân không, 20.000 cứ nhân 4 lên đi. 20.000 nhân 4. 400.000. 80. Ừ, 400. Rồi 400. 20 mình nhân 4. 500.000. Combo này 500.000. Cô 500 ra rẻ đó. Cá hồi. Đem đeo bán con mắt hơn đó. 500. Con khuyến mãi vậy? 500. Không khuyến mãi. 500. 500. 500. 500. Hỏi lấy lúc kỳ. Không có. 500. 500. 500. Ok. 500. Đổi nhiều không? Thôi đợi nhiều quá rồi. Ok. Tiền. Như vậy là combo ăn được tụng tụng. Dành cho đội ba anh nha. Bao gồm là ba củ bay. Là ăn được buổi trưa có chất béo đó. Hay
hai con chất đạm, hai cục cá, một hũ cá mồi, và hũ cá mồi xong và đi em. Ok rồi, rồi đem về chế biến đây. Dạ. Okay. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Okay. Ok. Sáng mày nói tao là nhịn nhịn tí đi rồi chưa chưa ăn mấy đồ sang sang mà sao tao thấy đồ ăn còn cùi hơn đồ bển nữa. Mày vậy là không biết rồi. Bây giờ tao đang giả bộ để cho tụi nó y y, để chiều nay tao đánh úp một lượt để tao lấy lại những gì đã mất. Hiểu không? Ờ, lấy lại những gì đã mất ha, mất không còn gì để lấy lại luôn. Trời ơi, anh Hảo nói vậy sao được. Anh Hảo phải tin em, một người chiến lược gia như em là có những chiến lược và những chiến thuật cực kỳ đặc biệt. Anh Hảo cứ yên tâm ở em. Chiến thuật đặc biệt chứ ai luôn. Bảo đảm chiều nay tôi hứa với anh em mỗi người sẽ có nước uống và sẽ có một bữa ăn đầy đủ. Ok. Tin mày lần này đó nha. Tin tôi đi. Thường là cá mồi ăn chung cơm, nay cá mồi không biết ăn chung gì trời. Thì giờ không có cơm thì mình ăn khoai lang. Khoai lang với cơm có chất đạm hay gian nhau người ơi. What the hell? Anh Ngọc, anh nói nghe hơi cấn cấn á. Thường là khoai lang với cơm là chất tinh bột mà đâu ra chất đạm không nội. Ừ, lộn. Tinh bột, đột. Quên. Vậy là lát nữa mình bỏ vô mình nghiền mình ăn á hả? Nghiền hành cháo ăn luôn cái gì? Kệ nướng đi. Trời chứ để lên ăn hồi quết cục khoai lang, quýnh vô cục này à. Quất là quét cục khoai lang. Ừ, quét cục vô khoai lang không phải quấn cục này. Ừ. À, okay. Cứ quấn cục là quất. Ok anh Hảo. Oh my god. Well, well. Wow. Trời. Ok. Thì buổi trưa nay của anh em mình cũng đã chín rồi nha các bạn. Bây giờ ăn xong nghỉ ngơi các bạn ơi. Thì trưa nay anh em mình không có như mấy đội kia ăn đồ xen vào nha các bạn ơi. Chỉ có là ăn khoai tây tung hứng thôi. Bò nè, mực đại dương nè, mấy miếng tàu hũ rồi. Nè ăn chay. Sao mày không bán tàu hũ luôn chị? Tao ăn. Cái gì? Mày cũng ăn tàu hũ nữa hả? Mày có ăn không? Có. Ờ. Vậy mày nói chi? Ok. Với lại bây giờ một con bò tây tạng nha bạn. Đây. Cũng ba. Rồi, lụm nhé bạn. Khui nước ăn mừng. Qua khui hộp muối ăn đi. Lẹ hai thằng bé. Quên. Một, hai, ba, vô. Kéo một hơi cho nó tát cái nách kia bạn ơi. Mời bạn ăn. Yes sir. Mình sẽ làm một miếng đậu hũ nha. Đó. Như chín rồi mẹ. Còn muối đâu? Còn muối đâu? Cái chấm nhiều đó. Nhìn đang bay giống ghê luôn. Mày bớt cùng luôn ngay. Chảy nước luôn rồi. Ê, con chừng cứ cái răng lại mày. Châu ấy luôn mày. Thật. Tăng chú Huy. Tao gớt ăn hiển mày ơi. Được không? Không được. Được. Làm miếng cái đi mới biết. Nó mùi bợ luôn. Rồi không mùi trâu. Giờ mà gớt cái ăn ra là ốp đá liền. Wow. Bự bằng mặt mình luôn nha các bạn. Ăn dít vậy hả? Ngon. Chắc kiwi nữa biết ăn nghe mùi gì không? Nghe mùi kiwi. Quá chọc luôn. Phải tưởng vậy để tao thử coi. Ăn thử đi. Cà chua nha bạn ơi. Thử cà chua đi.
Cà chua nó chua. Không được rồi. Cà chua này mùi kỹ ra. Mùi nó là sao? Mùi kiwi. Mày khỉnh đừng. Ê, tính ra mấy món này là ngay món em thích luôn á. Rồi, chị biết sao cưng chồng chị mũm mỉm rồi đó bắp. Ăn gì mà toàn đồ chiên dầu không à. Hồi đó sao không mập. Nhưng mà chị cũng thích nữa. Trời, bà đó cũng quệ vốn à. Nhưng mà không ngon. Thì bữa ăn trưa của tụi mình xong rồi nha bạn. Bữa ăn trưa khá là heo thì. Nên là bây giờ mình chiến đấu thôi anh em ơi. Heo thì dữ chưa? Toàn đồ chiên không à. Heo nè, thì nè. À, ăn cái này chưa? Vô xong rồi ăn chuối đúng không? Ừ. Chuối người ta tập gym thì người ta ăn nè. Chính xác. Tự nhiên tôm với heo là sao vậy? Tôm ăn vô là mập như heo á. Kệ, lỡ ăn đi. Thôi, mình sẽ làm cây hot dog trước tiên. Tôi muốn ăn tôm. Tôi ăn trước cây hot dog nha anh em. Ok. Mời bạn hot dog với mình nha. Trời trời, bắp gì mới vô ăn chuối vậy? Ngon quá. Mời bạn nha. Có tôm mà bạn chuối nha. Bắp cắt nó ít ghê trời. Cắn cái nửa cái. Đo đo. Ê, sao cây của em bự vậy? Thái cưng lấy. Rồi, thằng này ăn nhanh nhất nó thắng ha. Rồi. Một, hai. Bây giờ Giang thẩm tính luôn. Nhanh nhất thì thắng. Ba, rồi. Bắt đầu. Ngon quá. Thì mấy anh em mình đã chế biến xong buổi trưa nha các bạn. Thì buổi trưa hôm nay là cũng đạm bạc thôi. Có cá mồi, rồi cá hồi, rồi khoai lang nha. Có tinh bột. Tinh bột với chất đạm là được rồi. Đúng rồi. Rồi, giờ mấy anh em mình mời các bạn cùng ăn luôn nha. Mời anh Hảo ăn nè. Ok. Mời Đặng ăn nè. Trời ơi, mặt quá đẹp rồi. Đừng, đừng, cô, đừng. Chung cô ơi, chung đội cô ơi. Đừng. Rồi vô ơi, ăn đi. Không quét mặt mình gì nữa các bạn. Chán thiệt chứ. Rồi, ăn đi anh em. Bạn coi nè, khoai của ta thường là lấy tay bột lấy ra nha. Còn này là phải lấy dao gọt luôn á. Ờ, đúng, khổ sùng đó trời. Phải kỳ trời. Cái gì em biết nữa, đen thui luôn rồi. Đề nghị anh đậu cụ là mốt mua mấy củ khoai này đừng có sùng nha anh đậu cụ. Rồi vô nè. Làm một cái luôn hả? Trầm ngói. Đó, mặt mày chưa. Mời các bạn nha. Giống quá. Châu. Đặng ăn giống như chàng thằng gì người đời gì á, đàn hành. Thằng gì mà đi lang thang ăn củ khoai lang ngớt á. Mấy người gần á. Ừ. Thôi đừng gần. Thôi ăn đi, ăn đi, ăn đi. Tội anh Hảo, làm miếng cá ngừ luôn anh. Dâu luôn. Làm cục bự đi, anh lớn mà kỳ vậy. Đây, một quất. Ngon rồi Hảo. Ngon. Lỡ trời, không chết. Cắn lại một cái nữa rồi, cắn lại một cái nữa. Cắn, cắn, cắn. Cắn, 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 cắn. Nữa, nữa. Nóng quá. Cắn đi, em quay. Cắn. Này không đẹp không? Đâu, giờ hà không anh? Đây, sát rồi. Cái gác cũng hay không? Ừ. Hả? Ô. Nóng. Ngon không? Ngon. Ăn đừng có thả bơm nha. Yên tâm, tao không thả không? Ê, nó gắn chỗ, chỗ quái sụng luôn nè. Nè. Ê Đặng. Gì? Tao nghe ăn khoai sùng là cái đó nó nhỏ, có không mày? Nghe tao nói không mày ơi. Của tao hả? Đây nè mày. Oh my god. À, là cái này. Ừ. Hết hồn tao tưởng thôi, mày nói là cỡ này là tao không tin. Hả? Thử ơi. Nêm về vừa đó. Nãy trong lúc nước. Bỏ muối vô thêm á. Nóng nóng nóng. Anh nêm lại đúng không hả? Ừ. Ừ, thử ơi. Ơi. Ngon. Trời. Chuyện mặn chát anh nào. Mặn mặn ăn quá ăn vừa rồi. Mặn chát nè. Mặn mà mặn. Rồi mà. Để. Rồi mà. Rồi mà ta ăn chung với anh Hảo chắc mút lên máu luôn quá. Thở rồi đó. Bữa họ mất nồi Hảo cho tao ăn thử cái nồi cá kho tao nhớ tới già luôn á. Nóng quá. Thôi thử miếng cá mồi đây.
Vậy cái này cá mòi hả? Cá hồi, được chưa? Cá hồi như cá mòi gì? Mời bạn ăn miếng đồ cá hồi đại dương nha. Cay okay, ngon rồi. Chưa rồi ăn miếng nào ngon như miếng này luôn nha các bạn. Chưa kêu ngủ thì không ngủ. Giờ này ngay 3 giờ chiều đi ngủ. Người ta có câu đừng ngủ khi lũ bạn còn thức. Đây nha bạn, hai con gắn giả mình đã chuẩn bị từ lúc ở nhà. Mình giấu tụi này không cho tụi này biết. Và bây giờ là lúc mình sẽ cho tụi nó. Bây giờ mình sẽ lấy con gắn giả này nhét vô họng hay tụi nó nha bạn. Để lúc mà tụi nó dậy tụi nó sẽ to hỏa lên. Giờ ngủ say hết rồi. Để lên cổ thằng này đi. Mày chết. Còn thằng này. Mày. Dạ. Chúng leo kìa. Cái gì? Gắn đâu? Rồi. Ồ, nội nó lấy gắn giả hùng nè. Hết hồn trời. Chết trời. Đang ngủ ngon. Mấy trò này chỉ có thằng lát chơi thôi chứ ai chơi. Chứ rồi, thằng lát chơi. Phải không? Ừ, ôi, chơi chơi kỳ trời. Tao đang ngủ ngon lành chơi vậy á. Ui, đúng rồi rồi, gắn giả mà. Ủa, chơi chơi kỳ quá à. Nào chứ kỳ trời. Thành tao đang ngủ rồi qua nhắc gắn hồng ta. Qua đây thật. Qua xử nó luôn à. Cầm mở đi. Lớn mình chơi kỳ trời. Giấu con ngủ nó kìa. Cháu con ngủ nè. Dạ. Cháu con ngủ nè. Ê dạ. Cho nó kìa. Cho nó không. Cho nó không gì đây. Cho nó không. Cho cái đầu mày. Cái đầu gì. Chỗ người ta đang ngủ mà bỏ cái giả vô người ta. Thì tao không ngủ à. Bớt đánh trong mạng đi cha nội ơi. Của mày hả? Không, của tao đâu. Không phải của tao. Của tao. Tao về tao sẽ. Ê, không, nhưng mà mày muốn anh Thành bị quýnh mà. Nhưng mà nó là đồng đội tao. Ừ, ok vậy thôi. Sáng vô được cái lều bự tưởng tao êm ái. Ai ngờ trưa lên nắng nực như cái lò thiêu vậy. Sáng tao thấy gió dữ lắm mà sao giờ đứng gió rồi. Bởi, hồi sáng em kêu hai chị bán hai cái lều đi. Ra ngoài ở cho nó mát. Ừ. Hai chị không chịu, rồi nhờ ở đó than. Rồi bán liều rồi ở đâu, sao không nghĩ tới nước đó đi. Bà chị em mình có ai biết làm liều đâu, nói dĩ bắp. Thì chặt lá chuối, lót ở dưới cây nằm nè. Làm liều chi cho nó mệt. Rồi cứ nghĩ tới cảnh lỡ trời mưa rồi sao. Rồi trời mưa chẳng lẽ tới mấy chị em mình cũng phải ở ngoài, đúng không? Thì mình ngồi ở dưới gốc cây nè, cây nó che mưa được mà chị. Bộ cưng không tính tới cái đường mà ông trời chụp hình cưng à. Thì nào ông chụp đi rồi mình tạo kiểu. Ê trời, mình chưa kịp tạo kiểu nó là đen thui thù lùi luôn rồi đó cưng. Đen hơn cái số cưng vô bình dân nữa. Thôi đi vô giùm cái gì bà nội ngồi đó hoài. Thôi để đi xuống. Có cái liều mà không ở lên cây nó nữa. Đuôi đi té nữa à. Hiện tại mình bị lạc trong rừng bạn ơi. Mình gửi tín hiệu cầu cứu về cho trái đất rồi mà hiện tại chưa có liên lạc các bạn ơi. Hôm nay rừng quá quá. Hiện tại mình phát hiện con hổ ở trước mặt mình. Mình không biết làm gì bạn ơi. Mình cần trực tiếp. Ây da. Là khôn. Cần cứu em ơi. Đừng đưa ra tao ơi. Cứu mình đi, mình đang cần tới em của ai ở đường tao. Sao bị khùng vậy mày? Tao chưa đánh mày giờ nó bị ngáo luôn Nghĩa Thành. Tự biên tự diễn luôn. Hai anh kia chịu rồi vô uống thuốc đi. Chiều nha các bạn. Thì cứ mỗi chiều là mấy anh em mình sẽ tổ chức một cái cuộc thi hay là một cái trò chơi gì đó thi thố với nhau để lấy giải thưởng nha. Thì chiều nay sẽ tổ chức cho anh em. Mày đâu lại à? Quay xong kêu tao. Mày làm gì vậy? Ngồi đang chơi. Chơi gì? Chơi gì không biết luôn. Đợi nhắn chơi tiếp đây.
Chiều nay mấy anh em mình sẽ chơi một cái trò chơi, đó chính là trò chơi đua thuyền. Ồ, mày mua thuyền cho tao chơi luôn hả? Đùa đã ta. Có luôn không mày? Đâu có đâu. Để là anh em tự chế tạo ra một cái thuyền để đua với nhau. Động cơ đâu đua? Đấy. Động cơ là cái nệt nè. Cái gì? Bằng nệt sao chạy đưa? Được. Hồi nhỏ có chơi cái trò mà có cái bẻ chuối mà lấy cái nệt nào quấn vô cái cây để cho nó quay không? Hình như trò này chơi rồi. Trò này hồi bữa thằng Hòa chơi nè, biến thuật phá đó. Nhớ không? Chạy được coi chưa đó làm hạt dễ rồi luôn. Cái nè. Trò đó hồi đó mình làm ở ngay nhà tao á. Quấn dễ thun nè. Cái hồ hồi đó. Đúng rồi. Các bạn chơi xong rồi bẻ xài mới ăn nè. Bẻ xài ăn á. Còn bẻ vô nhớ luôn rồi. Bẻ vô nữa. Mấy bạn gái biết không? Thôi tôi thua luôn đi. Giơ tay đầu hàng luôn á. Thì mà họ thấy tôi chưa làm thì làm theo. Dễ không? Dễ. Ok, dễ được. Nguyên liệu của anh em để chế tạo ra một cái thuyền á, toàn bộ là đồ tự nhiên, muốn lấy cái gì chế cũng được, nhưng mà quan trọng là đồ tự nhiên mới được nha. Cây okay, cối rồi okay, đó okay, okay. Không cái này sao? Cái này thì xài chúng okay. Nhưng mà tại sao lại xài mà kiểu tự nhiên vậy được nhờ? Cái này của tôi mà. Ủa này mày mày tổ chức mà. Cái này là tổ chức thì mày phải lấy tay chứ. Mày kiếm tiền. Quên quên. Ủa nhưng mà kiếm ông tổ chức mà. Ok vậy thôi. Rồi nói cho anh em luôn, trong cái cuộc thi này đội nào mà chế tạo cái thuyền chạy nhanh nhất mà chạy về đích thì chiến thắng, cộng vô khoảng 500.000. Wow. Cho vậy nó để đấu giá đúng không? Đấu giá. Lẹ luôn đi mày ơi. Rồi ngay bây giờ không để bàn cho lâu nữa, let's go. Anh em có 5 phút để chế tạo và thi thố. Theo 10 năm kinh nghiệm là thuyền hải tặc của mình thì ngày hôm nay mình sẽ chế một cái thuyền hải tặc mang tên ống sậy. Đây, mũi sậy đây. Còn thằng thuyền phó đi theo mình. Đây. Tối ngày làm khơi khơi thì mình bắt đầu. Mày đứng dậy. Đang làm thuyền quá mày. Mày làm thuyền gì? Cái ống bự nè. Ống này bự rồi. Mẹ mày lội qua mày đốn coi. Lẽ tao làm cái mẹ. Mày lội xuống đâu? Mày làm đi. Ê lội. Rồi qua bển đốt đi mày. Đậu lên tao nhịn mày lâu rồi đó nha. Còn mày làm gì tao? Đưa ra đây. Ê, không biết mốt luôn kìa. Hay làm từ mốt luôn mày. Ngáo hả? Chặt ống sậy đi mày. Được rồi. Mày chặt ống sậy. Thằng này phải dùng vũ lực nha bạn. Còn không dùng vũ lực là nó không nghe lời nha. Giống như cũng như là một con kia vậy đó. Nếu mình không dùng vũ lực thì nó sẽ cắn mình. Khi mình dùng vũ lực thì nó sẽ không cắn mình nha bạn. Lẹ mày. Nói chứ mình cũng xuống phụ nó nha bạn. Mày xuống dữ chưa? Mày đưa cam dài ra đây xuống nào. Một cây. Lẹ mày. Ê, cây khô quá là không được đâu nha mày. Được, nó mới nổi. Đây, nó nhẹ hiều à. Vậy chặt cây khô đi. Vậy thì anh xin chết vì người anh thương. Sàm. Có rồi bà thì xìa nè. Không thuộc. Có bao nhiêu điều. Lẹ. Okay. Lan. Ê cao đang quay đó mà làm gì vậy? Không có gì, không gì. Lạnh trời. Giờ bắt đầu anh em mình sẽ chế tạo cái bẫy thuyền chuột kẹp nha bạn. Thuyền chuột kẹp đó gì mày? Tự hiểu đi. Là cái gì? Mày muốn biết không? Biết. Không, hồi biết. Mày làm gì ra? Làm thuyền chứ làm gì? Ai kêu? Chứ mày tổ chức cuộc chơi làm thuyền không lấy đi làm xe Honda. Ủa? Mỗi đội làm mỗi người mỗi đội có một cái à? Đâu còn làm nhiều đâu. Sao mày không nói sớm? Tại tôi thích tao không nói vậy. Làm nãy giờ tao chuốc mà tao bà luôn. Rồi mày sao? Qua. Cưng chị. Không. Mày sao? Có. Không. Mày, không hả? Lớn nghiền mày. Mày bớt phá nha mày. Qua nó liếc mày kìa, Có đâu. Không báo không? Giỡn. Tiếp theo là giờ mình bắt đầu kết nối mấy cái ống này với nhau nha. Đây nha bạn. Đây là cái khung sườn của thuyền. Qua, lấy dòi coi đây. Đây. Một xíu hai anh em mình sẽ để thêm hai cái dài ở ngoài nữa và sẽ gắn cái động cơ bằng cái dây thun nó vô, xong rồi quay nha mấy bạn.
Trời 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 trời. Dần dần mình thấy nó thành cái thuyền rồi đó. Còn thằng này làm nhất cái đống rác luôn rồi các bạn. Đi trên cái đống rác luôn. Thôi vứt. Ơi. Công sức nãy giờ đó. Công sức nãy giờ của mày làm cái này. Đúng rồi. Mà quả làm xong cái thuyền luôn kìa. Thời gian có 5 phút thôi mà nãy giờ mình làm lô la lô lét quá phụ mày. Muốn để cho nó cứng cái thuyền lại, giờ mình sẽ chẻ cái cây ra để kẹp lại nha các bạn. Thì tin là mình không có biết làm các bạn ơi. Nên là đi theo đợi ông Đặng. Đợi Thảo Đặng thôi. Đúng rồi. Ê, làm gì á? Ê, bà Nguyên, tôi thấy đội bên kia làm bằng cái này nè. À, tự nhiên ngồi nói chi vậy? Bà nói làm gì hả? Thì ngồi học lớp. Ủa? Gọi vô học lớp luôn. Thì nãy ông Nhã nói là ông biết làm thì có thể nhìn người khác làm mà làm theo, chứ tụi em đâu có lấy đồ của mọi người đâu, đúng không? Đúng rồi, tụi em chỉ nhìn cách làm thôi. Ở ví dụ như là có thắng có chia giải thưởng không? Ủa, có phải là tụi em lấy đồ của mọi người hoặc là mọi người chỉ tụi em đâu? Làm giùm tụi em đâu? Nếu mà chỉ thì mới chia chứ. Thì bây giờ cưng học thì cưng phải trả tiền học phí, đúng không? Đúng rồi. Chỉ ngồi nhìn thôi chứ tụi em chỉ thôi. Giả bộ như là tụi em đi gặp thôi. Hai cây ngắn, hai cây dài. Hai cây dài cột cụm dây vô. Nghe quá. Biết làm rồi. Em biết chưa? Bắn cụm dây thun sao vòng vòng nó chạy gì á. Giờ biết tới đâu làm tới đó đi. Rồi làm lục bình luôn á. Làm cái sậy đi cho nó chắc. Làm lục bình nó cuộn chết. Thì đuổi kìa. Học có xíu luôn á. Ủa không thèm luôn á, nó thiệt. Không cần luôn á Thành. Anh Thành nhớ nha, em nhớ rồi đó. Nhớ ngày hôm nay đi. Chiều nay anh Thành nhịn luôn. Nhịn đây, tụi em mà có đồ ăn là anh Thành khỏi. Bây giờ mình sẽ chặt tổng cộng là 4 cây, 2 cây dài, 2 cây ngắn để ghép lại nha các bạn. Đúng hả? Đúng rồi. Mình ngồi lột cây này chứ chị. Bà nội cha ơi, sao không có cây nào nó bằng với cây nào hết vậy? Nãy tôi nói bà rồi, chặt canh cho nó kỹ vô, dự nó dài lắm thấp gì sao làm. Thì nó ngay lóng thì tôi chặt thôi chứ có biết đâu. Nè coi, người con nó có giống ai không vậy sao làm. Thôi thu luôn đi chơi gì nữa. Cắt một hồi là lớn nó bây giờ. Thấy nó đều chưa? Mình thế này giờ bà cắt có đều đâu, bà con bà bỏ biết bao nhiêu cây rồi nè. Mệt quá bà đi về lều đi, để hai tôi làm thôi được rồi. Chắc đó. Chưa? Quá trời bực mình nè. Bà chắc chưa? Chắc. Đi đi. Thôi có gì biết làm thì lấy cái tay mày ra. Không có gì thì chỉ cho. Chỉ được không? Được chứ cưng. Có lấy cái gì không trời? Nguy hiểm quá. Nè, chỉ đi. Thì trước tiên thì chúng ta cần 4 cây. Tôi đây kìa. Trước tiên chúng ta cần 4 cây. Xong chưa? Đó, xong. Xịn sò con bò. Cái này thấy không? Nè. Thôi người làm sao nữa? Rồi giờ sao vậy? Lê cũng thùng chạy mà. Thùng, đây thùng. Vậy thôi đó hả? Đúng rồi, vậy thôi. Rồi chút cây làm bánh lá đi. Làm cây trọn, cây trọn hay cây sao? Kiểu cây dài dài mà dẹp á. Ok. Cỡ nhiêu? Đây không? Cỡ như đây không? Ok, dưới đó đó. Rồi, lấm. Quay. Quay ngược đây. Rồi đi đầu nào trước? Đầu ở trên đi. Trời ông nội này, quay qua đây cho tôi quay với coi. Để cho nó bươi ra sao? Thấy không? Thấy bươi nè. Là nhét công thun để vậy luôn hả? Rồi thả ra cho chạy hả? Đúng rồi. Mày điểm. Đúng. Tại vì nó sống càng nhiều nó chạy càng lâu đúng không? Đúng rồi. Ok, ok. Rồi hiểu rồi, cảm ơn nhé. Cảm ơn nhé, tụi tôi đi nhé. Tôi sẽ trả con trong nếu như tôi chiến thắng vòng này. Đúng rồi. Mời không thắng thì thôi nha. Thôi đi 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 anh em ơi, đi. Thôi chị kia bắt tay với bạn nữa. Ok, như vậy đã xong chiếc bè này nha bạn. Đây, thành phẩm nha bạn. Kìa, giờ lắp động cơ vô nữa là xuống là chạy nha bạn. Nhìn nó bự với mày chạy nổi không? Muốn biết chạy nổi không? À thôi, chút đi biết. Rồi, giờ làm chiến dịch nữa. Gọi qua, làm cái động cơ đi. Okay. Quá đẹp, cái động cơ mình chơi mấy cộng mày? 3 cộng luôn. Bây giờ anh em mình sẽ lắp cái động cơ bằng dây thun vô xong rồi anh em mình sẽ test cho bạn hiểu nguyên lý hoạt động của nó nha. Còn 2 cộng thôi mẹ. Chắc ở trong 4 triệu người này thì mấy bạn cũng đã biết, có một số bạn biết cái động cơ này chạy sao đúng không?
Ủa chơi chập lại luôn hả? Vậy nè. Đường 3. Vậy đó mới mạnh, nó mới xoắn nhiều. Ok, đây. Rồi. Đây, bây giờ quả nó sẽ lắp vô đây nè. Hai cây này chừa ra để mấy anh em mình lắp cái động cơ bằng cái nịch vô nha các bạn. Đó, rồi một hồi anh em mình sẽ xỏ cái cây như là cái chân vịt đấy các bạn. Xỏ cây vô đây, xong xoay cổng thun này, buông ra là nó sẽ chạy nha. Đây, làm rồi chưa? Chưa làm chân vịt nữa. Rồi làm chân vịt đi. Anh em mình sẽ lựa một cái cây sậy mà cực kỳ già luôn, để cái cây nó cứng á, nó dày mới làm được cái chân vịt chạy nhanh nha các bạn. Cái gì? Cái tre. Che nặng quá, cái chân vịt nặng sao chạy ba. Đó, về gốc rồi nó thành cái chân vịt thôi nha các bạn. Rồi, anh em mình xong chiếc thuyền rồi nha các bạn. Bây giờ là test thử cho các bạn xem nguyên lý hoạt động của nó nha. Rồi. Thả nó qua đây nha. Ừ. 1 2 3. Đó, đó nó chạy rồi, thấy chưa các bạn? Nó chạy rồi. Đó. Thì cuối cùng anh Hảo cũng đã làm xong rồi nha bạn. Đây xong không chạy rồi anh em. Ờ chạy rồi. Để chỉnh lên ngang đắng. Ok. Rồi đi thi đi. Ok. Ủa rồi xong chưa? Xong rồi. Rồi đi thi đi. Mày cho bạn xem thành phẩm nè. Đơn giản. À đây. Đây là một cái máy thái nha các bạn. Đây là xuồng thái nha. Rồi mày đi thi đi. Đây. Lấm. Đúng, lấy giải. A few minutes later. Thì kết thúc 5 phút, đội nào cũng đã hoàn thành hết rồi nha các bạn. Hoàn thành thì thấy đẹp đó. Nhưng mà quan trọng là nó có mạnh hay không, nó có chạy về đích hay không. Ok. Đâu, có não hay sao? Đây là máy thái. Wow. Thiết kế cái trục luôn hả? Dịch lại. Dữ á trời, à, đội này đầu tư hả? Như của bè luôn không nè, thẳng hả? Nhưng mà có chạy không? Có chạy không? Chạy chứ, chưa biết. Ừ, đội này. Đây, đừng vậy, thông cảm như là trời lần đầu tiên mới làm gì cây gì ốm như con nhái vậy trời. Sao vậy, ốm nó mới chạy nhanh. Ông không thấy mấy người ốm chạy nhanh hơn mấy người mập à? Rồi cái gì mà cây nhỏ cái bự là sao vậy? Mới đúng nè, cái này là ấn tượng. Có người chỉ. Okay. Đây của bên tụi tôi nè, điều không cây gì như nhái qué trời. Rồi bây giờ không dài dòng nữa, đi vô test. Bây giờ tôi sẽ làm một cái mức cái xuồng của ai mà chạy về đích trước thì đội đó thắng. Ok. Lấy 500k. Okay. Cộng vô tài khoản để chiều nay đấu giá. Ok. Ok. Okay. Rồi, để làm cái mức cái. Okay. Bây giờ nè, cử 3 người của 3 đội xuống nước đi. Xuống nước. Đón cái thuyền hả? Hay là xuống nước để thả để tôi đằng kia tôi đón. Tốt. Chuẩn bị chưa? Xuống nước đi. À, anh Hảo à? Ôi, qua, lấy này nè. Đây thì trước khi mà test mấy thuyền bự thì thật ghẻ sẽ nhá hàng, cái thuyền nhỏ thật ghẻ tự làm nha các bạn. Liệu công sức nó như thế nào đây? Chạy qua bờ bên kia được không? Được luôn. Máy gì? Buông. Khoan nha, khoan nha. Ok. No! Bắn nước kìa. Thôi, bỏ đi. Rồi, hòa thượng xuống nước. Rồi. À, liệu cái xuồng của ai là đội chiến thắng đây? Mấy bạn chờ trong giây lát nha. Anh Nảo ơi, cố lên. Ủa đi sao? Không phải là chạy nhanh là thắng, quan trọng là có chạy thẳng hay không. Hiểu chưa? Lỡ mà chạy nhanh mà đâm vô bờ là cũng như không. Qua anh Thành là được hả? Sẽ đi qua. Đúng rồi. Bây giờ ai mà chạy tới mức của anh Thành trước thì đội đó chiến thắng và lấy về cái giải thưởng 500. Hoặc là cao nhất đi nha, chứ mấy con không về tới. Ừ, hoặc là cao nhất. Rồi, bây giờ chơi thiền nè. Chưa nạp vô, nạp vô. Mà anh Hảo em nghĩ là cần nạp nhiều á nha. Nạp. Thả lát đứng em. Đứng em. Hả? Đứng cái chỗ mất của anh đi. Này, hả? Ừ. Rồi. Đưa em. Bây giờ thả ra là không được cử động nha. Chuẩn bị. Sẵn sàng. Thả. Wow, wow. Thầy ơi. Còn chạy, từ từ, chưa máy kia chưa tắt. Ê. Quay về luôn đi. Anh ơi. Chào ông. Ê. Con đi em, con đi em. Con. Rồi. Chúc mừng đội nạp. Wow! Đội
chạy cao nhất. Mặc dù là không về đích nhưng mà cao nhất nha các bạn. Bây giờ là mình tính cái đầu thôi. Đây cái đầu bên này cao hơn cái đầu bên kia nha. Máy của anh Thảo vừa chạy có một cái ngừng rồi chạy. Rồi đội này lấy giải thưởng 500. Lên tắm rửa trao giải. Chiều nha các bạn. Tiếp tục là phiên chợ định giá đồ ăn và chọn giá đúng để đem về bán đấu giá. Thì chiều nay cũng như sáng thôi, cũng có 3 combo. Nhưng mà chiều nay là đồ ăn ngon, toàn là đồ xịn thôi. Tổng cộng có 3 combo. Combo đầu tiên là combo bơm nguyên tử. Ủa trời ơi. Ăn bơm mày, nói cho ăn bơm mày. Hả? Bơm không mà. Thì chút rồi biết. Combo tiếp theo là combo tiệt tùng. Wow. Combo tiệt tùng mà không sang. Có lúa mạch không mày? Cái gì? Tiệt tùng là phải có lúa mạch. Có không? Đúng không? Không. Rồi không thôi. Combo đặc biệt. Combo Luxury 5 sao. Luxury là hàng cao cấp đó nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đấu giá. Combo đầu tiên là combo bơm nguyên tử. Giá khởi điểm là từ 0 đến 100k. Bao gồm thực đơn chưa nói mày. Bao gồm thực đơn như sau: cốc, cà tím, bắp và nước. Trời ơi, tao hiểu cái sao tao hiểu cái bơm nguyên tử. Có cái gì bơm đâu? Có. Cốc với nước mày ăn vô á cái bùm 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 luôn á. Rồi, anh em có thời gian là 30 giây để chọn giá đúng. 30 giây, bắt đầu. 0 đến 100 ngàn là chỉ có 200 ngàn thôi. Anh đu. Được của nó đấy. Chọn đi. Chắc chắn luôn. Mày quay cho khác thì biết là chắc chắn không phải 100 ngàn rồi đó. Không đến 100 ngàn, 45 ngàn trái gì vậy? Chắc mười mấy ngàn gì, 15 ngàn gì. Cóc mười mấy ngàn nữa. Rồi, bây giờ đội đầu tiên cho ra giá, đó chính là đội của Ba Gia. Bao nhiêu? Dạ cho tao 67 ngàn. 67 ngàn. Đội 77 ngàn. Đội này 80 ngàn. Cho hỏi đội nào nhỏ nhất nhờ? 67. Xin chúc mừng đội của Đăng Cam. Bao nhiêu? Giá đúng nhất là giá 69 ngàn, chứ là chỉ 2 ngàn thôi. Tiếp tục combo tiếp theo là combo tiệt tùng. Bao gồm thực đơn như sau: nem nướng, hai thịt heo, chả cá, táo, nước ngọt. Ơi, có nước kìa. Giá khởi điểm từ 200 đến 300k. Đây là cơ hội của anh Lát để lấy về lại những gì đã mất. Hay là mất luôn những gì đã có nha. Anh em nghe lời thực đơn nè. Nem nướng, hai thịt heo, chả cá, báo, nước ngọt. Nem thịt, chả cá, nước ngọt. Từ 200 đến 300k. Nem 70. Mới dao động được nhiêu quên rồi. Chả cá 70 nữa là 140. Suy luận cho kỹ. 206, 207. Mình chia lẻ. Chốt luôn. 206, 206. Chốt. Rồi mình đang nghĩ số mấy? Tôm hùm. Nói tôm hùm. Số 1. Một con đi. Chỉ số 1. Tôm hùm chắc cả triệu đó. Biển đậu cả triệu rồi. Mình có 600 đến 700 mà. Mình chịu chưa? Kết thúc 30 giây. Rồi, đội của Tam Tây bao nhiêu? 275. Chắc chưa? 75 đi. Không, 275. 275. Tính rồi. Đội của Nam 266. 266. Bảy nhiêu là? Đội Ba Già. Thôi cho mày đốt. 200 thật thôi. 47. 247. Đội này nhiêu bên này? 266. Bên này? 275. Xin chúc mừng đội Tam Tây. Giá đúng nhất của nó là 285, chứ là chỉ 10 ngàn thôi. Còn bên này quá nhiều, mười mấy ngàn lận. Quá đỉnh. Mình vui giùm luôn các bạn ơi, tại mình đồng đội đó mà. Tiếp tục nè. Combo đặc biệt là combo Luxury 5 sao. Dao động từ 600 đến 700k. Bao gồm gà nguyên con, tôm Alaska, tôm hùm, nấm đùi gà, ớt chuông, nem lụi và dưa lưới. Anh em có 30 giây để chọn giá đúng. 30 giây bắt đầu. 100 ngàn đi.
180 luôn. Thường thường giảm cái bạn gà đi gà. Combo này là 180 nè. Cộng cho tôm hùm. Tôm hùm 1 kg. 1 kg tầm 500. Một con đi mình tính. Thường thường mình ăn một con 500 rồi đó. 79 đi. 79. Hồi nãy cũng bà không, hồi nãy người ta kêu nhiều bà cũng không chịu đi. Để sai số đi. 69. Hết giờ, hết giờ. Rồi. Bây giờ xin mời đội của Nắp. Ủa đội Nắp nãy cho đưa trước hay là sao? Xin mời đội Nắp đưa ra giá. 679. 679. Chắc chưa? Chắc. Ok, chắc đúng không? Ok. 100%. 100%. Không tiếc nuối. Ờ, không okay. Là đúng rồi nè. Anh già. Đúng. 668. Wow. 668. Ok. 680. 680. Ok. Bên này nhiêu? 679. Xin chào mừng đội có 8 tay. Dạ đúng là 685.000. Bên Hòa Thuận trên lệch có 5.000 thôi. 6.000 trời. Quá sung sướng. Đây là thời khắc ăn mừng của các em. Ăn mừng đi. Ăn mừng. Xin chúc vậy. Xin chúc mừng đội của Nắp không có gì ăn cả. Và bây giờ phải đi mua đồ ăn thôi. Nhưng mà đội tôi có tiền. Có tiền. Có mua tiền cũng được. Có tiền nhưng mà hết tiền thì cũng vậy thôi. Không sao, tụi tôi đang cao tiền. Rồi, đi lấy đồ ăn. Đây là tất cả các combo đồ ăn chiều nay nha các bạn. Rồi, tập trung lấy đồ ăn đi. Đội của Nắp là đồ combo gì ta? Không có combo luôn. Combo không có gì. Combo trắng tay. Tay trắng. Đội có anh Hạnh combo gì? Combo nguyên tử vậy. Bơm nguyên tử đúng không? Bơm nguyên tử bao gồm cốc, hai trái bắp. Rồi, cốc gì bự vậy? Và cà tím. Ủa? Chai nước cái ta đâu? Chai nước để quên trong liều rồi. Một xíu vô lấy. Ok. Ui, cái cốc này ăn bổ lắm nha, bự lắm nè. Ăn vô đầu bự lên đi. Cốc này ăn cái bổ chó luôn. Cái gì bổ chó vậy mày? Rồi, còn của đội tam tay là dạ, combo Lusuri. Combo tôm. Dạ, combo. Combo vừa nè. Tôm suối. Tiệt tùng. Tôm nè, có tôm nè, dưa lưới nè, có gà. Kiền chi hết của mình nè, đem về đi ông nội ơi. Nói chung là đủ vitamin. Đội của anh Hạnh có bán không? Có. Bán gì? Rồi không ai, không ai mua đâu, không ai mua. Không, bỏ luôn được cái. Mày để em, tao để đây nè, không lẽ thằng nào. Ok, rồi đội mình có bán quà. Có chứ mày. Bán gì? Bán nhiều lắm. Ok. Mình ăn chỉ là cái này, cái này, cái này. Bán kia luôn đi. Rồi để táo lại ăn. Lại nước để lại. Bán nhiều chứ hả? Ok. Trời ơi, tao bán mà còn. Rồi. Thì chiều nay anh em tụi tôi bán nem nè. Hai miếng thịt heo. Có combo không? Nấm đùi gà. Combo đó. Mình không mày. Cứ bán đi nghe tôi anh em. Đồ mình rất nhiều. Mình chia hai combo đi. Hai combo. Ok ok. Này chia nghe combo thì cũng có thịt luôn. Nấm nè. Ơi cho nấm bên đây. Lấy một cái chả về. Đó. Đó, quê quê ơi. Đây này bốn món nè. Combo bốn món này. Giá khởi điểm là 900. 400 thôi. Tụi nó đâu giá lên cho tụi nó. 400. Giá khởi điểm 400 cho combo. 400 dành cho đội Nam. Bên tôi nãy thắng 500 đúng không? Ừ đúng rồi. Giờ chi trả cho ông Đặng với anh Thành 200 nha. Ủa làm gì? Tại nãy tụi tôi có nhờ cậy xíu. À là chia đúng không? Là tôi lấy 300 thôi. Ok. Là tôi thiết kế đồ quà, thiết kế thuyền cho tụi nó. Thiết kế ông đồ á. Chiến thắng đó hả? Xong rồi tụi nó chiến thắng nên tụi nó chia. Ai biết cái đó tùy anh em thôi. Ok. Rồi. Tính sao cũng được. Cái combo này 400. 400. 400 rồi. 450. 450. 450 là hơi nhất. 450 là hơi nhất. Là thứ hai. 450 là thứ hai. Sao 450 là 450 là thứ hai. Tôi xin nói 400 nha. 400 sao? Combo đầu được mua là combo sau sẽ tăng từ từ lên nha. 470. 500 luôn. 500. 500 là hơi nhất. 600. 600 là hơi nhất. Mày để tao nói cho. 600 là hơi nhất. 700. 700. 710. 800. Từ. 810. 850. Là. 850 là được nha. 850. Cái gì vậy? 850. Wow. Đội này có tiền. Có tiền. 850. Đem về cái combo cực kỳ siêu hot. Ủa này bên đây mà mày. Ủa thịt đâu? Ủa này thịt mà. Đâu? Cái này. Thịt ba. Ông nội ơi. Ủa đó nhiều đó. Bán mà sao không có nhớ gì hết trơn. Ok của tôi. Thì tôi đã nói rồi. Để tao lên combo. Thì tôi đã nói rồi. Lên vậy còn bán nữa mà.
còn combo tiếp theo sẽ tăng theo một mức giá nhất định, tại vì cái mua đầu đó mua rồi. Combo này 500. 500. 500. 700. 700. 800. Từ từ. 900. Để tôi cho cái 900 rồi hết chưa? 500. 900 rồi. 900 rồi hết chưa? Bỏ. Xin chúc mừng đội của Hà Lan đã đem về cho đội mình là combo 900. Ok. Có tặng cho tao luôn không? Ủa, nhưng mà tổng số tiền của đội bà còn là bao nhiêu? 2 triệu 8. 2 triệu 8 hả? Đúng rồi. Là trừ 800. 850. Đội anh Thành còn nhiêu? 1 triệu 9. Đội anh Thành chắc không còn tiền luôn. Đội anh có 1 triệu 8 à? 1 trừ cho 500. Hả? Đến hành có 1 triệu 8, 1 triệu 8 trừ hết 900, còn 900 à. Còn 900. Ok. Ê, con tôm hùm, 10 triệu. Combo, ta lên combo nha. Ok. Thì có một cái trái cà sao một mà trái cà không có. Ôi, đội mình không mua về. Đội mình bán tôm hùm 10 triệu. Anh Thành lấy 2 trái cà thì em suy nghĩ lại. Combo này 50. Dạ, combo mua 50 kìa. Anh lấy không? Ôi, cái gì ngộ của ta. Đổi trái này thành trái cốc được không? Ăn không thể ăn cà tím. Không, đỡ em mua nha. Đỡ em mua nha. Nè, cà tím Hương nè. Cà tím Hương nè. Cà tím Hương nè. Nè, cà tím Hương nè, mọi người đứng mua nha. Cà tím Hương nè. Nè, mua không, nó nhiều. Cà tím Hương chứ sao ăn. Chứ nguyên bọc cốc này 50 vậy đây. Nguyên bịch cốc kìa, em không? Thành Lan bán nè. Hồi ăn cắm nhức găng lắm. Bán đồ cùi kìa, cùi bán. 40. Có ai mua? Về đây em ơi. 20. Về. Mười ngàn. Không ai thèm, thèm. Không ai thèm. Không ai thèm. Thôi giờ lấy liền không? Không. Giờ có cách nè. Rồi cầm nó hết đi. Rồi, đem về ăn đi. Đem về ăn. Rồi. Không ai thèm. 30 ngàn tao mua. 30 ngàn tao mua. Dọn sạch rồi. Thôi dẹp chợ rồi. Thì giờ đồ ăn của chị em mình cũng đã chế biến xong nhớ bạn. Này bóc hiền dưới trời. Thôi vô đi, lẹ đi đói nè. Cả muối. Lấy cái này ra đây. Rồi. Bóc tay luôn đi. Đũa gì tầm này nữa. Đói lắm rồi. Mời vậy nha. Trời ơi. Đây sẽ là cục chả cá nha. Ăn thử nghe mùi hôi lắm ngon ngói. Mời vậy nha. Mà tôi nghe thiệt mà. Ừ, nó ngon ta. Rồi ngon, không ăn chả cá nha. Không ngon rồi, mà thôi mà mini. Ha. À. Ừ, cái này ngon à. Vô đi ơi. 1 2 3 vô. Quá trời vô rồi ha. Đồ ăn có nhiều đâu mà vô lớn với trời. Mình ở đây có tôm hùm gà đồ muốn vô mà bảnh vô. Vô luôn anh em. Vô vậy. Tôm hùm với gà. Chưa chín mới vô gì ba. Quê mày. Mặt mày chai như đít khỉ mà biết quê là cái gì. Tối nha các bạn, giờ anh em mình sẽ ăn tối nha. Như lời đã hứa thì mình đã hứa với hai anh em là tối nay sẽ có một bàn đồ ăn thật là thịnh soạn và có một chai nước để uống nha. Thấy tụi hay không? Hay gì mà hay, mày dùng tiền mày đổi ra đồ ăn luôn á, hay gì? Ủa, thì được quyền dùng tiền mà, mày có cấm tao dùng tiền đâu. Nói thế thì chịu rồi chứ, biết sao giờ. Thì rồi hết tiền còn sao? Thì hết tiền thôi, mà nói gì nói thì anh em là sức khỏe trên hết mà, tiền bạc thì tính sao? Nè, làm cái cho bớt nóng đi. À, thôi, tôi chủ sĩ mà, để tôi uống trước cho. 100% hết nha anh em. Thằng này tương lai giống cha nó nè. Sao giống anh nào? Thì có rượu y chang trai con luôn đó. Không những em có giống, nhưng mà em còn uống giống nữa nè. Đó thấy chưa? Chàng luôn. Để lên Thảo đi. Trời ơi, y chang vô ông cậu anh luôn. Trời ơi, nữa. Là đáng. Trời ơi, cái tướng này y chang luôn nè. Y chang gì mày? Y chang tao. Tao tưởng mày nói giống cha tao chứ. Mày giống thiệt. Giống cha chứ mẹ giống ông sớm. Nấu làm ban nữa rồi đó. Ăn trực tiếp trên bếp mà không nóng.
Trời ơi, ăn bắp ngon dưới trời. Bắp kia ăn không được đâu, ăn trái bắp trên tay đỡ đi. Làm miếng hả? Đây. À, con trái 50. Tao giỡn thôi, chắc tao thèm cái của mày à. Cắn cái đi, anh cho 50. Anh cho tiền mày luôn. Có quá. Ừ. À, cái đó không dám ăn. Ừ, biết điều đấy, biết điều đấy. Bên đội mình thì cũng đã nướng gà với tôm hùm chín rồi nha các bạn. Bây giờ đem ra múc ban nè. Nặng dữ ta. Nãy giờ nghe đâu mấy chú bên kia kìa dữ ta. Trời ơi, con gà vàng. Con tôm cũng vàng không kéo luôn. Wow, cái rồi. Bây giờ mình ăn tới đâu mình khứa tới đó nha. Ok. Lụm đi. Muối đâu à? Ui, nghe nóng kìa. Ôi, cầm lên, trời ơi, gì vậy? Mày lôi cái gì lên luôn vậy? Lỗi xào hay sáng hay gì vậy? Tôm hùm nướng chui nha các bạn. Xíu dục xương cho ăn tội. Xương cho ăn. Nghe nói mình ăn được câu đúng không? Xíu dục xương cho ăn. Nói chứ cho hô câu thiệt luôn nè. Ừ, cho hô câu đi mày. Đây. Tại hô câu chưa thẻo ra còn ba chất dục trong. Rồi, cảm ơn nha bà. Thấy chứ cho mày hô câu nè. Cho nó đi, chưa thẻo hô câu ra ăn bệnh chất. Thôi nói vậy ai dám ăn nữa. Xíu dục luôn. Rồi, ăn đi, thẻo đi bà. Trời ơi, cái thịt gà. Trời ơi, cứt gà kìa. Rồi, wow. Làm trước luôn đi bà. Làm đi. Làm đi. Họ nói chứ để tao làm cho. Mày nhỏ mà mày đòi ăn trước cũng không nên. Cũng như tao chứ mày. Đã à. Nóng kìa. Nóng hổi luôn nha mày. Wow. Vô luôn. Ê khoan. Bỏ xuống đi. Nãy giờ tao thiếu. Thiếu nước nè. Ủa mày ăn thì cái gì? Tới nèm tao ăn không cho. Ăn cái uống nữa mày. Uống đi mày ăn. Thôi vô cái đi. Mày hết ngon rồi. Thôi mày... ăn nó thôi, vô ngủ đi. Thôi ngủ đi để dạ thôi mày đừng nó chơi. Để tao với quà uống được rồi. Tao nó chơi. Nó chơi vậy ở đây không có vụ nó chơi. Nó chơi mà. 1 2 2 3 Ok. 1 2 3 Vô. Vậy ăn hết ngon rồi. Tao cần bỏ anh em không cho mày ăn cái gì. Tao cũng cần mày ăn. Anh em đừng cho mày ăn mà. Thẻo đồ cho ăn. Hết ngon. Tao cũng cần mày cho. Hết ngon đi luôn. Ăn đi em. Mày ra ngoài kia luôn đi. Ngon. Ngon quá. Ui gạch không anh em ơi. Phải không? Nè. Đâu? Để coi. Trứng nhóc mà. Lần đầu tiên thấy luôn á, cho tao ăn trước đi. Tao đập bây giờ. Ăn quà thử quà. Nghe đâu cục gạch này mấy nhỏ. Như shit á mày ơi, không phải gạch mày ơi. Nè nè mày ăn cu đi. Ok ok. Nóng quá. Ê nó dính gì xanh xanh nè mày ăn được không mày? Nè. Chắc được gì đúng không? Muối ớt xanh đó mà. Ăn lại đi. Mày ăn cu đi. Ăn như đây tao thử cục gạch nè. Ok. Có gì xanh xanh nữa bạn. Ăn luôn. Có gì đỏ đỏ nè bạn. Ăn luôn. Không nghe mùi kỹ là. Nghe mùi khói mày ơi. Nhưng mà béo lắm. Sao nghe mùi gông á. Gì mày. Mùi thiệt cũng nói ơi. Nghe mùi gì vậy? Đây tôi dục đi. Để tôi dục vô bụng tôi. Hai bay đứng ăn. Để tôi ăn cho. Để đây số tăng. Mày đưa hai cái càng đây. Mấy bạn coi gạch đỏ nè. Một cục luôn. Thấy không? Rồi lụm nha. Hình như mà xanh xanh đó là không phải gạch đó mày ơi. Chứ là cái gì? Xít á. Xít chứ gì nữa. Nãy tôi ăn nghe tanh tanh thôi. Đúng rồi. Trời gọt lâu quá.
Mày ăn kiểu gì vậy trời? Mày ăn kiểu gì vậy? Của người không ăn kiểu chó. Tao gọt cái đàng hoàng, ăn thì ăn cầm cầm cho heo ăn gì? Nè. Thôi không ăn. Gọt cái đi mày. Không ăn thì mình tao ăn, tao để im vậy nè. Không ăn. Ăn ăn. Không ăn. Láo mày. Ăn kiểu này cũng ngon á. Mày có trái mà. Ơi ngọt. Ngon. Ngọt ghê. Chua dữ vậy. Ơi, này cần chua ba ơi. Thứ gì mà chịu nổi cần chua. Oh my god. Cần chua phải cần chua. Ngọt. Ngọt. Mắc cái gì cứ ngủ đi mà cứ lăn qua lăn lại vậy bắp. Mình khó ngủ chị ơi. Mình mắc cái gì mình khó ngủ nữa. Em mắc địch quá chị. Gì? Nãy giờ ngoài mày địch chưa đã gì vô đây ngủ mày mắc nữa. Cưng có địch á thì cưng đi ra ngoài với bắp, trong đây là không gian kính á. Lịch sử miếng đi. Nhưng mà giờ em hết mắc rồi. Hiểu kiểu gì? Cưng hết mắt thì cưng đi ngủ, đừng nói chuyện, nói cho hai chị ngủ ấy. Vậy giờ em địch một cái cho em ngủ được không? Mày đi ra chỗ khác mà địch nha, mày tha cho hai tao được không trời? Trời ơi! Bắp ơi! Vui quá! Bé nhị nè gom em ngủ chung đó. Mở cửa mày còn để cho mày hồi chết luôn giờ. Mở cửa gì má cha nọ kia ngoài kia kìa, mở ra là chết nguyên đám luôn á. Ghen đi. Lịch sự mình giấu cho nó đi. Vui quá đi trời ơi. Tắm ra ngoài kia nằm một mình đi. Đi ra ngoài kia. Đi qua đây ngủ. Nhưng mà vậy mới ngủ ngon. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó... Trời ơi. Cưng ngủ ngon nhưng mà hai chị không có ngon. Mày không có nghe mùi gì đâu. Mày địch mà mày nghe nữa thì tao cũng loại rồi. Nghĩ tới mà chán thiệt chứ. Có đâu mày ơi. Cuộc sống mà. Có lúc vui. Có lúc buồn. Có lúc khổ. Có lúc sướng. Có lúc thăng. Có lúc chậm. Có lúc mưa. Có lúc nắng. Rồi mày có vậy nữa không? Mày nói luôn đi. Thì sông có lúc. Người có khúc. Vậy? À lộn. Sông có khúc. Người có lúc. Ủa mà tao đang tâm sự con gà của tao mà mày làm như mày nhập tâm chứ hả? Thì thấy mày buồn hoài nè, phải chia sẻ cho mày hiểu chứ sao? Có gì đâu mày ơi. Con gà mà cũng buồn đó ba. Mày nghĩ sao không buồn? Con gà tâm huyết của tao mà không buồn cái gì? Cũng 7-8 con rồi. Tụi tao bắt cái mày mua con khác mày nuôi lại nó cũng bự mà. Không mấy hàng bay vô ngủ giùm tao cái được không bay? Ngủ thì ngủ đi trời. Tao thì ngủ được rồi đó. Mà hàng bay ngồi trước cửa banh cái liều kiểu này. Ủa nó vô chết tao còn chết luôn. Hai mày biến cái chỗ khác tâm sự đi để tao đóng cửa đi ngủ coi. Lẹ đi. Trời đang tâm sự ngon lành trời. Mũi nó bay vô đây rồi tới ngủ gì được. Lẹ. Để chỗ khác đi có coi. Đi. Trời sáng rồi nha bạn. Thì đêm qua thì anh em rất là sung sức luôn. Cho nên là thức tới khuya giỡn hết này kia. Xong mới đi ngủ. Giờ mà còn ngủ nướng nữa nè. Tại vì là hôm qua đội nào cũng có đồ ăn, cũng có đủ chất hết nha các bạn. Không đội nào mà thiếu hết. Như vậy là anh em đã kết thúc cái thử thách cắm trại 24 giờ đấu giá rồi nha các bạn. Đây, mấy ông nội này thì hôm qua có thuê lều mấy bạn nữ vô ngủ. Ngày ngủ tướng như con ếch rồi trời. Mấy bà nữ thì nằm trong này đó, giờ hôm nay còn ngủ được. Đây hai thằng nội này trong này, sáng sớm người ta làm cái gì sớm bên kia ồn quá. Đây, nếu như mà bạn nào thấy video này hay nhớ cho mấy một like, nhấn vào đăng ký và nhấn vào cái chuông để ủng hộ mấy anh em mình. Đồng thời đừng quên số ra phải William Cương, mày cái file nướng quân giá rẻ tính chất lượng nha bạn, quay càng nhiều nó hũ sẽ càng cao thôi.
Bây giờ thì mình sẽ kêu mấy thanh niên này về dọn dẹp rồi về trao giải cho mấy thanh niên này luôn nha các bạn. Dậy đi anh em ơi, dậy thanh niên này dậy đi rồi mình qua kêu mấy nó nữa nha. Bye bye các bạn nha, bye bye.